Tin nóng xin biết ngày 22 tháng 8. Địch đến Nhật Bản dịu dàng với váy hoa. Tiêu chuyển nêu hot shot. Ngô Tư Hân cực dẹo trên live stream. Đầu tuần mới với thật nhiều hình ảnh của dàn sao Hoàng ngữ như quốc tịnh Y Ngô Lỗi. Địch đến Nhật Bản hôm qua cũng gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay với tạo hình dịu dàng. Tiêu chuyển cũng nêu hot shot khi tham gia sự kiện. Ngoài ra bộ phim mới của Phương Hạc Đệ cũng rất được quan tâm. Hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé. Ngô Tư Hân dẹo nhưng cực đẹp trên live stream. Quốc tịnh Y khoe ảnh ăn chơi dạo phố. Cuối tuần qua dàn sao có khá nhiều hoạt động, người thì vui chơi, người lại bận rộn công việc. Khiến cộng đồng mạng chú ý nhất chắc là loạt ảnh của Địch Đệ Nhật Ba. Cô nàng xuất hiện với bộ đầm hoa xẻ tà, lẽ ra trông phải dịu dàng thì lại có chút mạnh mẽ. Loạt ảnh của Nhật Ba sau đó được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Ngô Tư Hân hôm qua đã có buổi live stream giao lưu với fan. Cô nàng nhận được sự chú ý lớn, đương nhiên rồi, bởi vai diễn hoa lan nhỏ của cô đang rất được yêu thích. Tuy dẹo hơi nhiều nhưng vẻ xinh xắn đáng yêu của Ngô Tư Hân vẫn khiến mọi người phải yêu mến. Trong khi đó, Quốc tịnh Y mới đây lại chia sẻ loạt ảnh dạo phố ăn chơi của mình. Cô nàng diện đồ đơn giản, chụp ảnh khá dễ thương. Có vẻ như đây đang là thời gian nghỉ ngơi của Quốc tịnh Y. Hiện nữ idol chưa nhận phim mới, chỉ tham gia chụp vài bộ ảnh và sự kiện. Tham gia một sự kiện vào cuối tuần qua, Tiêu Chiến làm cộng đồng mạng được fan đứng ngồi không yên. Vẻ điển trai của anh chàng đã bay ngang lên No One Hot Shirt, dù hôm qua chỉ mặc đồ rất đơn giản. Quả là độ hot của Tiêu Chiến vô đối, chỉ cần một sự kiện thôi là đủ khuấy đảo mạng xã hội. Kết thúc tinh hà sán lạn, Ngô Lỗi gần nhất vẫn tung ra hình ảnh mới gửi tới fan, cũng là để tuyên truyền thêm cho bộ phim. Vẻ ngoài điển trai chững chạc của Ngô Lỗi làm bao chị em phải say mê. Sau bộ phim này, nam diễn viên vẫn còn một bộ hiện đại, đóng cùng cho Vũ Đồng hiện đang chiếu chiếu. La Vân Hy dạo gần đây tung ra khá nhiều hình ảnh quảng cáo. Mới nhất, nam diễn viên xuất hiện với bộ đồ trắng trong bảnh bao và lịch lãm. Vẻ ngoài của La Vân Hy thì khỏi phải bàn, vẫn luôn là nam thần điển trai nhất nhì showbiz này. Cuối tuần qua, Trình Tiêu có một tiết mục trên chương trình giải trí. Nữ idol diện tạo hình lạc thần trông rất xinh đẹp, nhưng bị blogger chê không đủ thần thái để gánh bộ đồ. Quả thật Trình Tiêu trông xinh thật, nhưng chỉ đến vậy chứ không có khí chất. Ảnh nick của phim hôm nay có giữ phượng hành và vụng trộm không thể giấu. Chị đội tư đã lộ ra tạo hình mới của mình trong vụng trộm không thể giấu. Nhìn qua có hơi đậm tuổi so với nhân vật, tính ra hai kiểu tóc trước lại phù hợp hơn nhiều. Giữ phượng hành độ này ít thả thính, chẳng thế mà blogger phải tung ảnh chụp lén, cho thấy Lệ Dĩnh đang cực uy nghiêm trước đội quân của mình. Được biết ngoài Giữ Phượng Hành thì Lệ Dĩnh còn bận rộn với dự án của vô phim, cũng được fan mong chờ rất nhiều. Từ sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ được quan tâm. Gần nhất bộ phim chờ chiếu của anh Phù Đồ Duyên cũng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Poster cho thấy tạo hình màu phim của Phù Đồ Duyên khá tốt, chỉ có điều đóng cùng Trần Ngọc Kỳ nên không biết phim có thể tạo cơn sốt như Thương Lan Quyết hay không mà thôi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!